Thưa quý vị, Kinh Sô Đây cho hay quận Cam tổ chức cuộc tuyển dụng nhân viên thống kê dân số năm 2020. Vào ngày 28 tháng Giêng năm 2020, thì đây là một phần của việc khởi động chiến dịch tuyển dụng nhân viên thống kê dân số năm 2020. Văn phòng thống kê vùng Los Angeles đang tổ chức các buổi thu nhận ứng viên cho công việc thống kê dân số năm 2020 trên toàn quận Cam, với mục tiêu là tuyển dụng nhân viên tạm thời cho các công việc bắt đầu vào mùa xuân năm 2020. Những công việc này rất quan trọng để bảo đảm về việc thống kê dân số được đầy đủ và chính xác. Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ đang tổ chức các phổ biến thông tin trên cả nước để trả lời các câu hỏi về công việc cũng như là thể thức tuyển dụng. Cơ quan thống kê dân số cần thuê vào khoảng 500.000 người tham gia vào cuộc thống kê dân số trên toàn quốc vào năm 2020. Để đáp ứng mục tiêu này, thì cơ quan thống kê dân số đang hoạt động với nỗ lực cao nhất cho công việc này. Nộp đơn ngay bây giờ để công việc làm công việc thống kê dân số là một công việc tạm thời tuyệt vời cho những người làm việc theo như thời vụ, các sinh viên cũng như là quý vị đã nghỉ hưu và những người trong ngành giải trí cần việc làm trong mùa xuân và mùa hè này. Để tìm hiểu thêm về các cơ hội việc làm tại Orange County qua các công việc khác nhau với mức lương là khoảng từ 21 Mỹ Kim cho tới 23 Mỹ Kim cho mỗi tiếng đồng hồ, xin quý vị vui lòng ghi danh trực tuyến tại recruitment.2020census.gov. Cơ quan truyền thông muốn tham dự xin vui lòng đến tham dự vào ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng Giêng năm 2020, hoặc là ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020, từ lúc 11 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều tại Thư viện Heritage Library. Và địa chỉ là 14361 Yale Avenue, Irvine, California, 92604.